Trưa ngày 6 tháng 4, tiền vệ đội tuyển Việt Nam xuất hiện tại sảnh khách sạn JW Marriott, nơi sẽ diễn ra tiệc cưới của anh và bà xã Chu Thanh Huyền vào tối cùng ngày. Anh đã làm kiểu tóc thời thượng, sẵn sàng làm chú rể bảnh bao. Trong khi chờ cô dâu Chu Thanh Huyền, Quang Hải ngồi tại sảnh, thảnh thơi trò chuyện cùng người quen. Cầu thủ sinh năm 1997 diện một bộ đồ bò thoải mái với màu xanh yêu thích. Trên tay anh là chiếc đồng hồ Rolex với giá hơn 700 triệu đồng, Quang Hải nở nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc khác, Quang Hải cùng một người khác ngồi đánh cờ thảnh thơi tại khách sạn trong khi cô dâu Chu Thanh Huyền vẫn chưa lộ diện. Theo kế hoạch, Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ cùng bố mẹ tổng duyệt sân khấu, khớp chương trình cùng MC trước rồi cặp đôi mới trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị đón khách vào buổi chiều. Cô dâu chú rể được khách sạn sắp xếp một phòng riêng sang trọng nằm trong gói tổ chức tiệc cưới tại đây. Đây là lần đầu Quang Hải và Chu Thanh Huyền xuất hiện trước truyền thông sau drama với studio chụp ảnh cưới đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Quang Hải giữ thái độ bình thản, tập trung cho ngày vui của anh. Vốn tiền vệ sinh năm 1997 cũng khá kín tiếng và ít khi chia sẻ về những thị phi quanh mình. Tuy nhiên, người thân, bạn bè xung quanh Quang Hải cũng đã lên tiếng để bảo vệ hình ảnh của anh cùng cô dâu Chu Thanh Huyền trước lời ẩn ý xóa ảnh hay nhận tiền đến từ studio nọ. Được biết tối ngày 6 tháng 4, đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ được diễn ra với sự góp mặt của nhiều khách quý. Theo cập nhật mới nhất, hôn lễ của cặp đang được chuẩn bị theo đúng tiến độ. Trong không gian sang trọng của buổi lễ hoành tráng, ảnh cưới của cô dâu chú rể được treo dọc theo lối đi, kết hợp cùng những tràng hoa rực rỡ tôn thêm phần lãng mạn. Tuy nhiên, trong đám cưới tối nay của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ không có sự tham dự của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người thầy kính mến đã dẫn dắt Quang Hải dưới màu áo đội tuyển quốc gia trong những năm tháng thi đấu đỉnh cao. Được biết, nguyên nhân huấn luyện viên Park Hang-seo vắng mặt trong buổi tiệc cưới long trọng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền là do cách đây vài ngày, người thầy đáng kính đã cùng con trai quay trở về Hàn Quốc để lo liệu một số công việc gia đình và hiện vẫn chưa quay lại Việt Nam. Nhiều người suy đoán có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể tham dự đám cưới của cậu học trò cưng tối nay. Ngoài ra, nhiều người cũng thông cảm cho thầy Park bởi lẽ trước đó, ông từng tham gia đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền diễn ra vào ngày 28 tháng 3 nên nếu không tham dự được buổi lễ tối nay thì cũng không có vấn đề gì. Từ trước đến nay, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được học trò kính trọng và nhận được nhiều sự yêu quý của người hâm mộ thể thao Việt Nam. Không chỉ có tài dẫn dắt đội tuyển trên cương vị của huấn luyện viên trưởng, Park Hang-seo còn là người sống rất có tình nghĩa. Trong đám cưới của các cậu học trò mà ông từng dẫn dắt, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn dành thời gian tham dự để chúc phúc. Ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Philip Chu-seo từng có khoảng thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển bóng đá có sự tham gia của Quang Hải cũng không đến dự đám cưới của cầu thủ gốc Đông Anh do ông đã bay về Pháp sau khi kết thúc hợp đồng với VFF vào ít ngày trước. Một đồng đội thân thiết của Quang Hải trong màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia là Phan Văn Đức cũng vắng mặt trong đám cưới tối nay do trùng với ngày sinh nhật của con trai và vợ chồng anh đã sớm lên đường về quê để tổ chức tiệc sinh nhật cho quý tử của mình.